Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Di Ô Tô. Vâng, Vũ Di Ô Tô chuyên những dòng xe giá rẻ vừa phải cho mọi người. Vũ Di Ô Tô chuyên những dòng xe khủng khoằm và lằng nhằng. Hôm nay thì bên em Vũ Di Ô Tô phải khó lắm mới lấy về được một chiếc xe đẹp như thế này. Mazda BT 50 2014, máy dầu nhập Thái, máy dầu 3.2, bản 2 cầu, số tự động, bản full kịch của dòng Mazda BT 50 nhá. Những ác nào yêu thích chiếc xe Mazda BT 50 thì không nên bỏ qua chiếc xe này, vì tại sao? Nó có hai ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất, form dáng của xe đã được bộ độ body kit full kịch rồi, rất là đẹp luôn. Các bác chỉ cần nhìn body của nó này, nhìn nó càng hầm hố luôn và càng chắc chắn hơn. Và đặc biệt đây là một chiếc xe máy dầu 3.2, khả năng leo đèo lội suối, khả năng vượt mọi địa hình, quá là ok luôn. Lớp sơ zin của xe vẫn còn nguyên, và đặc biệt là chiếc xe lăn bánh được 17 vạn. Một chiếc xe đẹp, nội ngoại thất tươi mới, và chiếc xe mang biển số Quảng Ninh 14 nha các bác nhá. 4 quả lốp Briton căng đét đẹp luôn, gầm cầu sáng loáng, và đặc biệt là không có hơn sơn xi mục mọt. Đặc biệt là con này thì có cáp thùng nổi luôn, về các bác chỉ có việc đi, không phải làm gì. Vẫn còn nguyên zin, không có độ màn hình, không có các cái chức năng tích hợp mới. Nhưng mà các bác có thể để ý là có cảm biến lùi, rất là yên tâm và an toàn. Đấy, có cảm biến lùi nhá, nắp thùng nổi, rồi thùng cầu rất là rộng luôn. Rồi, bây giờ em sẽ đi chi tiết về chiếc xe này cho các bác. Con này thì em bán với giá là chỉ có 448 triệu đồng các bác nhá. 448 triệu đồng với một chiếc xe BT50 2014 màu sơn xanh, đẹp tuyệt vời. Chiếc xe mang biển số tỉnh Quảng Ninh 14C10494, và con này thì chính chủ biển số Quảng Ninh luôn. Về các bác không phải nghĩ ngợi gì, chính chủ biển số Quảng Ninh. Chiếc xe đã được độ đầu tiên là cản gió này, các bác nhìn này, quả cản gió rất là luồn là luôn, sắc cạnh luôn. Đấy, chắc chắn luôn, cản nhựa nha các bác nhá. Thế còn phần mặt cắt lăng thì logo Mazda nổi bật trên các phần hốc gió. Đèn của chiếc xe là sử dụng đèn halogen. Vâng, công nghệ đèn halogen, mắt xích. Đấy, còn đèn gầm thì cũng hơi cũ theo thời gian rồi, nhưng mà có được độ thêm body cản ở dưới với kết hợp với đèn led ở dưới. Đấy, phần cản dưới thì có một chút chảy xước quẹt, không vấn đề gì. Cái này thì đơn giản thôi. Tuy nhiên là các cái phần góc cạnh của các cái body kit này, thực sự là nó tôn lên cái vẻ hầm hố cho chiếc xe. Đấy, và các bác nhìn biển nhá, xe không hề lỗi lầm, biển số rõ ràng sắc nét, không hề có gãy vỡ. Đảm bảo cam kết cho các bác, xe còn gì nguyên, không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, tiếp theo bên này thì ta sẽ nhìn, hãy nhìn bốn cái quả lốp Briton. Bốn quả lốp Briton của cái xe này thì sử dụng lốp 265, 65 vành 17, la răng 17 inch, chắc chắn, dày dặn luôn. Mà với cái tầm tiền thì các bác bỏ ra thì với cái số tiền chỉ 448 triệu đồng thôi, nhưng các bác sở hữu được một dòng xe bán tải chắc chắn này. Đấy, các bác nhìn lốp lát dày căng luôn. Đấy, lốp thì 2017 các bác nhá. Lốp 2017 vẫn còn sử dụng thoải mái luôn. Cua lốp sẽ không mục mọt. Cua lốp đây. Đấy, chỉ có bụi thôi. Còn bên trong này, các bác nhìn này, các cái phần giảm sóc trên, treo trên này, đấy, đầy đủ sắc nét luôn nhá. Đấy, xe thì không có lỗi lầm. Đấy, đây các bác nhìn này, đấy, kể cả ngay cái phần dầm này, khung dầm sắt xi của xe, bậc để chân nhôm rất là chắc chắn. Body nổi, đấy, body nổi luôn. Đấy, các bác nhìn này, đấy, body này. Đấy, cửa lèo này, sơn zin nhá, đều sử dụng sơn zin. Và kính thì kính Pocomo. Đấy, kính 2004, 14-14-2014, tay nắm cửa mạ chrome. Và keo chỉ đây, các bác nhìn keo chỉ giúp em Vũ Di Ô Tô ạ. Vâng, những ai yêu thích cái dòng xe bán tải thì không nên bỏ qua mẫu xe này. Một mẫu xe đẹp, đấy, đẹp từ form dáng đến nội thất, ngoại thất luôn. À, các bác nhìn này, đấy, còn sơn zin nguyên nhá, tapi sạch, kính điện này. Em sẽ bật kính điện, bật khóa điện cho các bác xem. Con này thì vẫn sử dụng chìa khóa điện thôi. Đấy, đặc biệt là chiếc xe thì có một cái lớp áo ghế. Chủ cũ người ta mua là lớp áo ghế có gỗ, các cái hạt gỗ, ngồi lâu sẽ nó mát xa lưng. Thế nên là ghế sau xe này vẫn còn nguyên rồi này. Đấy, ghế nguyên zin của xe đấy, da zin đấy các bác nhá, còn nguyên luôn. Một chiếc xe có túi khí cho người lái, người ngồi, và đặc biệt là có cả túi khí dọc cột. Đấy, túi khí cho ở ghế luôn. À, các bác nhìn này, bản lề này. Đấy, bản lề còn rất đẹp luôn, các cái dấu ốc còn nguyên, xe rất là nét nhá. Xe nét căng từng cm luôn. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan. Vâng, nhập khẩu từ Thái Lan luôn, keo chỉ zin. Đấy, các bác nhìn này, keo chỉ zin luôn này, đồng đều này. Keo chỉ đẹp sắc nét nhá. Khóa trẻ em đầy đủ. Đấy, bên này này, đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả các sơn đều là sơn zin hết, sơn zin của xe luôn. Đấy, con này thì
các bác ơi, các cái phần cửa sau gần như người ta không sử dụng luôn. Ghế này, đấy, ghế da xịn sò, ghế của hãng luôn. Đấy, bên này, các bác nhìn nhá. Đấy, rất là chắc. Vâng. Cái dòng Mazda BT50 là một dòng xe bán tải cũng rất là được nhiều người ưa chuộng. Đấy, các bác nhìn này, nội thất của nó vẫn còn zin, không có độ màn hình. Đấy, điều hòa auto và đây là hệ thống dẫn động cầu điện này. Đấy, tay cần số đây. Vâng, xe rất là luật. Lốp Redstone này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, lốp này cũng là 2017. 2017. Và đây. Lốp này, đấy. Nói chung là lốp này thì cũng đã được mấy năm rồi. Thế nên là cũng không gọi là thực sự là đẹp cho lắm. Tuy nhiên là với dòng xe này thì các bác đi cũng tầm được khoảng 2-3 năm nữa ok. Đấy, khung sườn sassy không có han mục nha các bác nhá. Về các bác chỉ việc đi thôi. Hệ thống đèn hậu đằng sau thì sử dụng đèn bóng đốt. Vâng, cái dòng này thì nó không công nghệ nhiều như các cái mẫu xe bán tải khác. Nên là những cái đèn này đều sử dụng bóng đốt thôi, không sử dụng đèn LED. Đấy, cản dưới đây, bên này đây. Đấy, các bác nhìn nhá, cản dưới này. Đấy, cản dưới, nắp thùng nổi đây. Ui giời, con này nắp thùng hơi nặng. Đấy, em sẽ mở cái nắp thùng ra cho các bác xem. Hình như là nó lại còn khóa nữa cơ. Rồi. Sau khi cố gắng mở nắp thùng thì em phát hiện ra rằng cái ti chống của cái nắp thùng này nó bị kém. Cái ti chống này đang kém thì cái này em sẽ chỉnh sửa và thay thế luôn. Để làm sao mà các bác dùng thì nó sẽ hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. À, ti chống kém nghĩa là như thế nào. Này, đấy, tự dưng nó lại đóng vào. Đấy, cái đấy thì là một cái lỗi từ ti chống. Cái đấy thì đơn giản thôi. Thế còn bên này, bản lề ốc ác các bác nhìn này còn nguyên luôn nhá. Đấy, các cái đinh hàn như này nghĩa là sao? Nghĩa là xe không có đâm đụng đằng sau nhá các bác nhá. Không hề có đâm va đằng sau. Đấy. Các cái phần sắt này, phần G này của nó vẫn còn rõ ràng sắc nét luôn nhá. Đấy, xe rất là đẹp, đều. Kể cả ngay từ cái phần cánh sau này. Đấy, các bác nhìn nhá, chỉ của nó còn nguyên. Chỉ zin. Đấy. Sàn thì cũng đã dùng một số theo năm tháng rồi. Tuy nhiên là sàn vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Sàn nhựa đẹp luôn. Và độ kín khít của cái sàn thùng này thì rất là ok. Nói chung là cái này thì em chỉ chỉnh sửa cái phần ti chống thủy lực này là cho các bác, là các bác về chỉ có việc đi thôi. Một chiếc xe 2 cầu 4x4 các bác nhá. Cảm biến lùi đằng sau đầy đủ luôn. Đấy, sẽ tránh được rất nhiều va chạm cho các bác. Đấy, rồi lại cái phản quang đuôi này nữa. Đấy, bên này này. Sơn zin. Đấy các bác nhìn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, lớp sơn bóng rất là bóng sáng luôn. Đấy, sơn xe bóng sáng này. Đấy, các bác nhìn nhá, không hề có lỗi lầm. Xe thì đảm bảo cam kết cho bác là không có đâm đụng. Đấy. Đây các bác nhìn này, lốp này, lốp của này là lốp sơ cua này. Rồi đằng sau đây. Nó rất là đẹp, đều. Đấy, ngon luôn. Một chiếc bán tải Mazda BT50 2 cầu điện. Đấy, đang có mặt tại Vũ Duy Auto. 2 cầu điện các bác nhá. Vâng. Cực kỳ khỏe luôn. Bền. Cái dòng này là dòng xe giá nó cũng vừa về rẻ. Vâng, rẻ hơn Ford Ranger rất là nhiều. Và chất lượng Nhật Bản nên các bác về yên tâm. Máy dầu của dòng này thì đi nó đại chất luôn và rất là khỏe. Đấy. Bên này, đây các bác nhìn này, keo chỉ rồi. Các cái dấu của nó còn nguyên, keo chỉ còn nguyên. Đấy, cốp à. Mình mở ra nhá. Đồ đằng sau đây, đây đây. Đấy. Tất cả đồ của xe vẫn còn nguyên. Rất là sắc nét luôn. Keo chỉ đây. Kính điện này. Dán phim hết rồi bác nhá. Đấy, về dán phim cách nhiệt hết rồi. Các bác chỉ có việc đi thôi. Đấy, vô lăng này. Vô lăng khâu da cao cấp nhá. Có túi khí cho các bác. Đấy. Và màn hình đồng hồ hiển thị 17.8 này. Đấy, tất cả các chức năng của xe thì hoạt động vẫn ok, hoàn toàn bình thường. Đấy, không lỗi lầm. Và dòng xe này thì nó option thì nó ít, tuy nhiên là các bác có để ý là volume chỉnh này, đầu đĩa này, rồi nhạc đây. Đấy, có nhạc Lệ Quyên ngay. Đấy, thế còn các cái chức năng cửa kính, cửa điện các thứ thì khóa điện này. Không có gì. Đó. Rồi,
Bên này thì có đèn trần thôi, và trần được bọc ni lông hết, nên các bác yên tâm là trần cực kỳ sạch sẽ nhá. Em sẽ đè nổ chiếc xe này cho các bác nghe. Đấy, máy dầu nhưng mà lại rất là êm. Ngồi trong khoang máy thì cũng gần như là không nghe tiếng máy luôn. Máy rất là êm luôn các bác ạ. Vâng. Hệ thống máy chạy luật là mượt mà. Đấy. Hệ thống gương chiếu hậu của xe. Đấy. Và bây giờ thì ta sẽ đi đến khoang máy. Xe mở rất nhẹ nhàng luôn. Đấy. Body cũng nhìn cũng đã thích rồi các bác. Đấy, máy dầu của chiếc xe là sử dụng động cơ MZCD các bác nhá. Máy dầu. Đấy. Em sẽ chống cái cabo lên cho các bác cùng xem. Đầu tiên là các bác để ý xem phần cabo này, cabo này. Đấy, các cái đinh hàn của cabo còn nguyên nhá. Nguyên chắc chắn luôn, keo chỉ đây. Luật là này. Đấy, phần sườn đây. Đấy, ABS này. Đấy, ắc quy dày này. Phần tai đèn đây. Bày rất kỹ cho các bác luôn. Các bác về chỉ có việc nghiên cứu thôi. Thực sự là với chiếc xe này chỉ có bàn về giá thôi, chứ không nên bàn về chất, vì chất của nó quá có thừa rồi. Đấy, nước làm mát này. Đấy, lái dầu nha các bác nhá, lái dầu. Đấy, turbo đây. Còn turbo này. Turbo máy này. Máy dầu. À, kiểm tra chắc chắn là theo lưu trình rồi. Để ra kiểm tra xem nó có hơi thừa hay không. Không hề có hơi thừa các bác. Vâng. Hơi có một chút thôi nhưng mà không vấn đề gì. Cái này quá ok rồi. Máy dầu lâu năm rồi nó phải vậy. Vâng, đến mười mấy vạn rồi cơ mà. Có phải là chạy 1-2 vạn đâu. Vâng. Máy khô, không có dầu mỡ, không có dầu mỡ chảy các bác nhá. Đây gầm này. Với những ai mà yêu thích mẫu bán tải thì đây là một chiếc xe thực sự là các bác không nên bỏ qua. Một chiếc xe đẹp các bác không nên bỏ qua luôn. Vâng, Mazda BT50 máy dầu nhập Thái 2014, động cơ máy dầu 3.2 bản phun kịch với body kit cực kỳ đẹp luôn. Body cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Vâng, kiểu dáng thể thao, trẻ trung, năng động. Và với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có một chút thôi. Đấy, 448 triệu đồng các bác sở hữu ngay được mẫu Mazda BT bán tải này rồi. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Siêu Ô Tô. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. À, nhưng mà tuy nhiên là ta sẽ cùng lái chiếc xe này về cửa hàng để cho các bác trải nghiệm một đoạn đường để cùng biết là độ chất của nó như thế nào. Con này thì không có lỗi lầm gì các bác nhá. Về chỉ có việc đi thôi. Đấy. Máy dầu chạy rất là khỏe. Và đặc biệt là khả năng tăng tốc của con này rất là cao. Đạp ga phát thì nó vọt từ 0 lên 100 km chỉ trong vòng có vài giây thôi. Đấy. À, nói chung là dòng này thì được cái là đi nó lành, cực kỳ lành luôn, và mọi địa hình vượt được hết. Đấy. Đi mọi địa hình luôn nha các bác nhá, rất là yên tâm. Các chức năng của xe thì hoàn toàn bình thường. Và cái độ giảm xóc của nó cũng rất là êm. Nên là khi mà các bác đi cái chỗ như thế này thì các bác cũng phần nào yên tâm về chất lượng của nó. Vâng. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Bên nhà em thì xe nó có rất là nhiều này. Đấy. Xe rất là nhiều luôn. Tha hồ cho các bác lựa chọn. Đấy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những mẫu xe yêu thích nhất. Cảm ơn các bác.